Xin chào tất cả mọi người. Hẳn là trong thời gian qua ấy, thì mọi người theo dõi các cái clip của em, hẳn là mọi người cũng biết khá là nhiều các loài cây mà tỉnh đàn vừa yêu thích, và nó có thể rất là nhiều ý nghĩa phong thủy khác nhau, và hầu như là những cái ý nghĩa của nó đều đem đến những cái sự may mắn tiền tài cho những người trồng. Thì trong ngày hôm nay ấy, là em sẽ xin giới thiệu thêm đến mọi người một số cái cây mà cũng không thể thiếu trong văn phòng được. Mọi người có thấy hai cây em cầm trên tay đúng không ạ? Mọi người có để ý sự khác nhau của hai cây này không? Cây này thì lá nó sẽ to hơn, còn cây này lá nhỏ hơn, xanh hơn, bóng hơn. Nhưng mà thực chất ý, thì hai cái cây này nó lại là cùng một loài, nhưng mọi người, nó đều là cây hạnh phúc cả. Có điều là cách trồng của nó khác nhau thôi mọi người. Cây bên tay phải của em đây là một cái cây đang tự trồng trong chậu đất, với cái thân của nó khá to nha mọi người. Lá của nó sẽ rất là to và xanh tươi mơn mởn luôn. Còn bên này, bên tay trái này thì nó là cái cây thủy canh được trồng trong cái bình nhựa nước như thế này. Và mọi người có để ý kỹ điểm khác nhau đúng không? Thì cái thân của bên cây thủy canh nó sẽ nhỏ hơn tầm khoảng một đốt ngón tay thôi mọi người. Thì cái chậu mini bonsai như thế này thì cái cây hạnh phúc thường trồng thủy canh thì thân của nó khá là nhỏ nha mọi người. Nhưng mà về lá của nó thì lá của nó sẽ nhỏ hơn và xanh hơn là cái loài mà mình trồng đất. Về trồng đất ý, lá của nó sẽ to hơn, nên mọi người để ý không? Lá của nó to hơn và nó cũng không được xanh bằng cái chậu trồng thủy sinh nha mọi người ơi. Lá của cây thủy sinh nó sẽ nhỏ và không to bằng. Thì cây hạnh phúc ý, thì được xếp vào là một trong những cái giống cây phong thủy cát tường mang lại nhiều ý nghĩa hay, này là phù hợp để bày trí ở những cái nơi làm việc văn phòng, đem lại sự thư thái này, đồng thời nó lại đang cải thiện năng lượng cho những người trồng nó này. Thì cây hạnh phúc nó có những cái công dụng đặc điểm và cái ý nghĩa như thế nào thì mọi người hãy cùng em theo dõi cái video ngày hôm nay nha. Thì trước hết ý, cây hạnh phúc này nó là một cái đúng với cái tên của mình, hạnh phúc nha mọi người. Vì sao gọi là cây hạnh phúc? Thì nó là một coi là một cái lá bùa may mắn, nó giúp cho người sở hữu của nó được nhiều sự hạnh phúc này, giữ gìn hòa khí này, đem lại sự êm ấm hòa bình trong gia đình của mình, hay là sự gắn kết giữa những cái người thân yêu của mình đó. Cái ý nghĩa của nó khá là hay luôn mọi người ạ. Về đặc điểm ngoại hình của cây này nó là một loài cây được xuất hiện ở khu vực nhiệt đới Trung Quốc và Đông Á, Nam Á. Hiện nay nó đã du nhập vào Việt Nam từ rất là lâu và được trồng khá là nhiều ở các nhà vườn, hay là được cực kỳ giới phong thủy hay là giới văn phòng yêu thích trồng. Cây này thì cây em đang cầm trên tay nó chỉ là một cái cây mini để bàn thôi mọi người. Ngoài ra cái cây này nó còn có khá là nhiều cái size khác nhau, ví dụ như size chung nó có thể cao khoảng là 1 mét, còn size cỡ đại nó có thể cao đến 1m6 nha mọi người. Và cái cây này lá của nó đây mọi người, lá của nó sẽ có hình tròn này, nhỏ dài, và nó có các chứa răng cưa ở bên viền lá mọi người. Và cái cây này nó đang tỏa ra hai nhánh cực kỳ đẹp luôn mọi người, lộc thọ đấy mọi người, hai nhánh là lộc thọ đấy. Còn về cái thân cây trồng đất thì nó sẽ to hơn, và nhánh của nó mọi người cũng có thể thấy là nó tỏa ra nhiều hơn này. Ở đây có 3 nhánh nha mọi người. Thì cái cây hạnh phúc ấy, nó là từ xa xưa ấy, thì nó là một cái cây được trồng trong nhà và được trang trí, và có cái ý nghĩa phong thủy cát tường khá là hay. Về đặc điểm hình thái của cái cây này thì cây hạnh phúc thì nó có chiều cao tới khoảng là chiều cao cao nhất hoặc là có thể hơn, nó sẽ cao khoảng là tầm 3 mét mọi người. Tuy nhiên thì khi được trồng trong nhà thì cây hạnh phúc có chiều cao nhỏ hơn so với trồng ở các khu vườn, thì nó có chiều cao từ khoảng 1m4 cho đến 1m6 đó. Lá của cây thì nó như cái hình trái tim ấy mọi người, nhìn rất là đẹp và thường sẽ mọc xung xuê, có một cái màu xanh non tươi tốt, và cái phần của lá nó bóng mượt mọi người. Lá của cây hạnh phúc hầu như là nó sẽ bóng mượt này, đem lại cái sự tươi mát cho người nhìn và để lại nhiều ấn tượng trong ngôi nhà của mình, giúp cho ngôi nhà của mình trở nên tươi mới hơn, sạch đẹp hơn đó. Thì cây này nó còn có khả năng giúp thanh lọc không khí, hút các cái chất độc hại trong gia đình này,
người cây này trồng thủy sinh, đang trồng nước. Nếu mà mọi người trồng thủy sinh thì chú ý chăm sóc là một tuần thay nước một lần và thường xuyên để cho mức độ nước vừa đủ cao, tầm 2/3 phần rễ mọi người, để cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Và cây hạnh phúc này thì cực kỳ dễ chăm rồi mọi người ạ. Thì hoa của cây này có hoa mọi người ạ. Hoa của cây này nó có một cái màu trắng này. Tinh khôi sau sau khi đơm hoa thì cây sẽ có quả và dáng giống như cái quả đậu ấy mọi người ạ. Thì cái cây, những cái cây trồng trong văn phòng như thế này là hiếm khi thấy thế. Hoa và quả của nó hầu như là nó sẽ thường được chơi về lá, lá nhiều hơn mọi người. Cây này đang ra mầm rất là nhiều, trồng đất thì em để ý thấy là mầm lá của nó sẽ ra nhiều hơn là đối với những cái cây trồng thủy canh như thế này. Trồng thủy canh thì lá của nó sẽ xanh mơn mởn và xanh đậm, còn trồng ở đất thì lá non thì nó ra liên tục luôn mọi người, lá non rất là nhiều đó. Còn về công dụng của cái cây này ý, thì với nó mang một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp, nên là cây hạnh phúc này nó sẽ thường được trồng trong nhà như là một cái cây trang trí này, làm đẹp cho không gian tươi mới, hay là giúp cho cuộc sống của bạn chia trở nên tràn đầy sự sống. Ngôi nhà của mình cũng có sức hút hơn, đặt một chậu hạnh phúc trong phòng ngủ hay là trong phòng làm việc sẽ tạo nên một cái nét độc đáo và truyền cảm hứng cho mình mỗi khi mình cảm thấy stress, căng thẳng hay là không có cái ý tưởng ấy. Thì mọi người nhìn ngắm cây này thì mọi người sẽ cảm thấy đầu óc của mình được thư thái hơn, thoải mái hơn và cảm giác được thư giãn nha mọi người. Giống như bất kỳ các cái loại cây cảnh nào trong ông nhà ấy, thì cái cây hạnh phúc này với tán lá phun phê nó sẽ là một cái trợ thủ đắc lực, giúp cho ngôi nhà của bạn được cung cấp đủ cái lượng oxy này, làm cho không gian của mình thoáng đãng. Và ngoài ra cây này còn có khả năng hấp thụ các khí đi độc hại, giúp cho con người này hay là các cái chất bức xạ từ các thiết bị điện tử, vi tính, điện thoại. Thì đặt một cái cây nào trong nhà nào không có gì sánh bằng luôn mọi người. Nó có cực kỳ nhiều công dụng, vừa đẹp này, vừa có thể trang trí, vừa giúp cho mỗi chúng ta cảm giác được thoải mái khi ngắm nhìn, hay là nó còn giúp thanh lọc không khí trong ngôi nhà của bạn. Thì nó sẽ đem lại cho mình một cái cảm giác an toàn, khỏe mạnh cho các thành viên trong gia đình mà trồng cái cây hạnh phúc này, sẽ gắn kết được những cái người thân trong gia đình của mình. Nghe hạnh phúc là mọi người biết cái ý nghĩa của nó, chính của nó chính là hạnh phúc, đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người đó. Còn về cái ý nghĩa phong thủy thì cái cây này ý, nó sẽ hợp với lại các cái mệnh như là những người mệnh kim. Mọi người cũng biết là người mệnh kim đúng không ạ, khá là cứng rắn và bền bỉ với những cái ý kiến gọi là đó là chắc chắn, nên là cái cây này thì hợp với những người mệnh kim. Người mệnh kim ý, khi trồng cái cây này thì sẽ giúp cân bằng những các cuộc sống của họ này, giúp họ thư thái, có nhiều động lực hoặc làm việc hơn này. Trong phong thủy thì kim sinh thủy, nên là cây này cũng hợp với tất cả các mệnh là mệnh thủy nha mọi người. Những người mệnh thủy trồng cây này cũng đem lại rất là nhiều lợi ích. Mọi người có thể trồng đất thì mọi người có thể phối chậu, những người mệnh thủy có thể phối cái chậu màu xanh dương để trên cái bàn làm việc của mình, hay là bàn trên phòng khách, có thể để trên các cái sảnh khách sạn, hay là ở trên bàn tiếp tân của công ty. Thì nó đều có những cái ý nghĩa mà chúng ta không thể ngờ tới được. Và cái này thì thực tế cái hạnh phúc này bàn đều hợp với lại 12 tuổi và theo 12 con giáp là một người. Cái cây này thì tuổi nào trồng cũng được hết mọi người ạ. Vì nó cái đặc ưu điểm của nó thì không có cái mệnh nào mà không thể trồng được. Do đó thì ai trong chúng ta cũng nên sở hữu một cái cây hạnh phúc như thế này. Nó chính là một trợ thủ và không gian đem lại cho ta nhiều cái lợi ích mà chúng ta mong muốn. Thì cách chăm sóc của cây này cũng khá là đơn giản. Về loại thủy sinh này thì cung cấp cho cây đủ nước và thi thoảng mọi người lau lá cho cây để cây có thể quang hợp tốt hơn. Còn về loại trồng đất này, cây này cũng không ưa nước nhiều mọi người ạ. Mọi người chỉ tưới nước khoảng 3 lần một tuần để cho đất có đủ ẩm và có độ thoát nước tốt nha mọi người. Cũng không nên tưới nhiều để tránh dễ bị úng, hoặc là để nếu mà nhà nó có tình trạng bị héo sâu hay là bị hỏng hóc gì thì mọi người
hãy cắt bỏ cái lá đó đi để tránh tình trạng lá bị bệnh lây sang các cái lá khác mọi người. Đó về giá thành của cây này, cây hạnh phúc có thể nhiều ý nghĩa như thế này mà về giá thành của nó cực kỳ là phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người. Mọi người, giá của nó về cái cây mini để bán như thế này, giá của nó chỉ dao động từ khoảng 130 đến 200 ngàn tùy vào size và cái trọng mà mọi người mua cho mọi người ạ. Đó, giá của nó cũng rất là phù hợp để cho mọi người có thể tinh về ngay cho mình cái cây hạnh phúc như thế này. Đó, đây là cái video em đã giới thiệu cho mọi người về cái ý nghĩa đặc biệt hay là cách chăm sóc của cái cây này. Mà nếu mà mọi người rất thích thì hãy tới trực tiếp showroom cây đời tại 39 Trần Bình để có thể qua mua cây này và để giúp em có thể trong đem đến cho mọi người nhiều ưu đãi đặc biệt. Hoặc là mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại em để góc trái màn hình, mọi người có thể để em có thể tư vấn cho mọi người về cái cây này để mọi người biết rõ hơn. Thì đó là một số điều em đã nói hôm nay trong clip này, thì em cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha.